歪掉下去啊，歪掉下去了，可能稍微还要对这一点，这样，这样，稍微，但那个有点，刚刚说的是大爱与帅，他是一定要，不是，他一定要四点半开始吗？应该是正常四点。他正常，他因为我们定的是四点半，然后呢，这个时间上可能是必要吧，也不一定啊，但是，反正就聊聊天呗。主要是这个字幕啊，弹得太快了，大家可能很多棋友呢，很多话题想跟我们这李老师啊问啊什么之类的，然后但是呢话这个字幕太快了，我们也看不清楚啊。有些人问赵老师是软件吗？这个棋友有点意思问，我们只能呵呵一笑了。而且各位棋友啊，这本次比赛啊，从预选赛到现在为止，检查非常严格。因为你是从耳朵、牙齿和鞋底，对对对，它都是，都也一直都在检查。啊，这次比赛有个很有趣的地方，都是那个特级大师过，那个守的一方先，第一方都先走的多。对对，飞向局。啊，镜头慢点，接顾问的电。人家扔不过接顾问。先手防过嘛？对，对对对，这个现在画面还没有。快切到！xem ông Lưu Khâm ông ấy bình luận ở ván này mới nhớ là hồi xưa ấy cái năm mà Thành Bảo đi tiên thắng Triệu Cú Vinh ấy thì ông Lưu Khâm ông lên trên báo ông nói đại loại là anh Triệu bây giờ anh đi già rồi hết sức thông cảm cho anh ấy tuổi cao sức yếu cho nên là thua Thành Bảo là chuyện bình thường. Thế là đến cái giải vô địch Trung Quốc năm 2011 thì đây ông Lưu Khâm gặp đấu Triệu Cú Vinh cho hai phát là mõm luôn. Thế là hết cả chơi anh Lưu Khâm già. Và chính năm đó thì anh Triệu Cú Vinh lên ngôi vô địch Trung Quốc. Tiếp tục từ ngôi vô địch Trung Quốc là tôi nói với các anh như vậy. Cho nên người ta bảo là thần khẩu bài sắc vàng đúng rất là đúng. Anh Lưu Khâm nói lên rất nhạy cảm kêu là Triệu Cú Vinh là già cả rồi. Gặp Nguyễn Thành Bảo cao thủ mới nổi của Việt Nam thì cái chuyện anh như tuổi cao sức yếu hết sức thông cảm. Thì anh Lưu Khâm nói là không phải Thành Bảo cao mà do là Triệu Cú Vinh yếu sức thôi, già chứ không phải là do cờ kém. Thế là vào đến giải chính là ông Triệu Cú Vinh cho ông Lưu Khâm hai đao bỏ mạng luôn. À, đấy là kể lại cho anh em biết. Trinh ảnh Nam có bản sáng ở Trinh Trân Huynh. 下一轮的对手呢是这个什么广东的吴少军，对阵我们顺丰特级大师。人家第一感觉就是帕巴金斯啊，对啊，是这个帕巴金斯好像破坏他这个连环马。ấn pháo lên đúng rồi, rõ ràng là với mục tiêu của bên họ sẽ là đục binh năm lên, sau đó nhảy hai mã trong, nhảy mã lên ngũ để đánh phá đầu mã độ. Do vậy mà Triệu Cú Vinh quyết định đi pháo 8, tấn 4 trong trường hợp mà mã nhảy lên là cho một quận ngay. 不过也不奇怪，他们像他们这种业余高手很少有机会跟那些冠军们下。对，最顶级的像尤其在这么重大的比赛上，而且。很难得，很难得，非常紧张。对，我们直播间现在有我们这个朱少军，广东棋王。下一场呢是对孙永忠特级大师，他现在这一直在待在我们直播间的啊。黑棋也只有炮五进，也是炮五进。直接走逐步进。这是说，在马上就我登出来。马上进。哎，好像这个棋黑的也行啊，是不是？马上进五，他居九平六，没什么事。居九平六。你马三进五，他居九平六，下把都打你马抓马。哦呦，这个棋下的凶啊！哇，下的这么凶、啊！李靖下的凶啊，这棋后手。对对对，这棋很凶啊，这个棋下。马七进五。赵老师给他全部这个照单全收。对，反正先。对，你给我几个吃几个。马七进五，他兵三平四。他抓了。哦，这个棋这样弃两个兵也是有想法的这个棋，对，很多棋友都说李靖很猛啊，啊，下棋命大，无论怎么样都好啊，李靖这盘无论胜负都好，这个最起码下出自己的风格。马七进五，兵三平四，马七进五兵三平四，那打将再登棋。
登哪里？我马七进五第三名是，我先打江。bây giờ bên xanh đang phải xử lý con top 3 của đối phương đang sang sông。猪八戒，我觉得我和猪八戒三抓的好，抓好，我换一个马五进三。220分。哎呀，他先这个直播现在8:06，离点目个队热辣。软件招法热辣。哦，说黑的这些其实软件下法啊，有棋迷用这个棋谱分析啊，用软件分析说这个棋那是李靖已经做了精心准备了这个开局。那看得出来，李靖平时这个也是经常软件分析。他是对，他是很对对对对对。对对xin bốn đến năm xe 87 vừa bắt ngựa vừa bắt chỗ. Như vậy là quyết định bỏ con tốt sang sông, đấu được xe. Cờ này tôi nghĩ là đỏ ưu thế khá lớn. Đỏ rất ưu thế. Binh 5:1. Vừa rồi không phải không quật pháo vào được, bởi quật pháo vào chiều sẽ bị phản pháo. Chắc là lại được 3:5 thôi, đóng pháo vào đầu tùy hai phương án. Đóng pháo vào đầu thì cao hơn, chính xác là như vậy. Vừa rồi Lý Tiến mà tiến sai lên sẽ bị xe 8:4 bắt pháo, khó chịu. Trong thế đội chưa ăn được ngay, giờ có thể đi xe 8:3 cơ động đường xe. Tôi tưởng mà đi thần cái không đợi em đi lấy hàng thôi, thần cái được cũng cãi thôi, đứng cãi không được.
Ông nào cho phát là mồm mới nhớ. Bực mình. Bệnh nặng luôn. Tôi nghĩ là có thể đi ăn bán anh. Buộc phải ăn lên rồi. Để lên cho anh xin cốc đá đi. Để ngoài á. Bây giờ có thể đi xe 8 tấn 3. Alo. Mọi người đây nghe rõ lời mình chưa ạ? Phần nghe nhớ ạ, phần là thiếu phần file của cái ba gì nhắn nhắn ra chắc là đi xe 8 tấn 4 và trường công minh phế tốt thì đi xe 8 tấn 4. Bây giờ cao phú quý ơi, nếu mà bạn sắp tướng thì người ta hoành xe lên. Thơm nhỉ, quốc thơm nhỉ. Tôi là cái này. Nếu mà ngày hôm này cũng là cực khác. Nên thế, chẳng pháo bình 8 đoạn đâm, rất là lạ. Ăn ngay rồi, buộc phải sai tầng 3. Tôi này rất là khó. Chạy xe 400, ấn xuống. Ok. Ăn pháo trước, khả năng phải ăn ngựa. Ăn pháo. Trận này rất dễ hòa. Vâng, Lý Tiến nhảy vào lấy căn. Trong trường hợp mà la mã lên thì sẽ la mã đấu cây, đấu xe. Ngăn không cho đấu cây. Thank you.
Thời gian dành cho Trịnh Quốc Vinh còn rất ít, rất bình tĩnh. Ở Việt Nam thì đã cuống hết rồi, tay bắt chân chuồn rồi. Bạn đang hòa cao. Vâng, trận đấu đã hòa. Xin mời các bạn nghỉ phút trước khi xem ván tiếp theo. Rồi, tôi vẫn cho rằng là Trường Công Vinh đánh chưa được chuẩn. Bán cờ vừa rồi. Tôi cũng nhảy mã bắc 8 này. Ừ. Trần 3 bắc, xong rồi tấn xe lên bắc tiếp. Quá được. Đây cái gì? Em về vào sẵn đi hả? Em vào sẵn rồi. Em về em về. Mày dùng từ sáng giờ thấy rớt. Nó lên thiên mà. Chồng chế là sao? Chồng chế các bạn. Thằng nó tính nó xấu. Anh em nghỉ một tí trước khi xem ván lượt về nhá. Úi giời, đội tuyển hung thương tới bời. Thế nào? Đấy, đội tuyển hung thương. Ừ. Mèo tay quay cơ. Này bắn lô dài. Này chưa bắn lô rồi,
Hôm nay được buổi sớm mẹ. Em làm sáng. Chẳng ra được cái áo sao chuyển lên một người này mình ứng lại khoảng 2 đêm thôi là tơ thực ra là anh cũng có làm được nhưng mà anh hiểu hoàn chuyên nghiệp nhờ bây giờ đi xem sumo bầu biết cả những cái này luôn. Mày hỏi anh luôn nhanh còn 2 2 3 3 6 6 6 8 là trẻ biết luôn thôi để vừa đấy có nhiều mặt hàng gì đấy đang làm đấy nhé khỏe đang nó xem sổ không chút đâu. Trời ơi, mày còn đau không? Tao đang bị phong mấy kiểu mãi này. Và lên mạng xem có mấy biên bản mới từ chiều giờ lên đi. Bắt đầu trang 27.
Anh sợ đến lúc mà anh làm việc mà mấy lần là nó hỏng nó mất nó nhiều hết rồi. Quả đạt được 76 điểm này. Thế. Buồn quá. Sông mà là ca cũ vơi đi xe cũ các bạn thì đã vậy cũ tiếc là xe này liên văn cao là xe cũ tốt là thằng nào thì đã xe này tao cho cả mày đến cái máy mà đi cút nước bây giờ phải chưa về đầu này không ngờ phải chưa. Cái quán này có thay áo mà ông Triệu Quốc Vinh với ông Lý Tiến Long. Đâu nếu mà bị này thì làm thế nào hả? Em năm lại là được rồi. Vào được mạng kia chưa? Mạng như có vấn đề rồi. Đây tự nhiên là sao mặc định đéo luôn về bắt đầu mẹ xuất sáng rồi ngoài nhỉ mẹ xuất hiện nhỉ ấy là mới mẹ rồi nhỉ nó thành 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 luôn luôn à chẳng cố ý cho nó đi à, cái này thì vẫn có ý.意思啊，看来直接吃啊。啊，跟他们说话。对呀。说话，他们说晚上吗？嗯。对呀。对。一个人等候呢，一个人在等候，不等。啊，是啊。马大哥。Ừ. Chào mừng các bạn trở lại với phần bình luận trực tiếp của chúng ta. Trước mặt các bạn trận lượt về của Lý Tiến và Vua không ạ? Là Vua của bạn chạy chậm là chỉ là do cái này bị ví đốt rồi. Ông người giống ông Hòa này ấy cũng mượn. Lý老师啊，这个石凤兰真的是真的石凤兰赢到我们直播间。你来玩的混个独龙洞，混个独龙洞的谁呀？人也来到我们直播间了，来到这里，来到没有在他在章鱼，他这个在章鱼啊，直接用自己的真名，他已经哪个当兵啊？上洞上天，台湾台南马乌台南。我感觉还是刚才马丹去死了。马丹去死了。对。马有点干，是吧？现在这个马。马丹老弟。马丹，我这个红的怎么卷卷啊？
chưa thế nào. Hao Sơn Phiến Sư thật. Thật xoa. Thật xoa. Thật xoa. Thật xoa. Thật xoa. Anh cứ đi ra ngoài. Mà có biết. Chưa xin là chỉ thôi. Bóng chi chi tân thì cái khoai. Chứ cái chi hay là có mấy phản xiên, tôi xin không hảo phản đoạn. Chính ra là phản xiên là không hảo phản đoạn. Đúng, hãy bảo chúa cái chi hảo phản xiên, hãy bảo chúa. Đúng, 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 hãy我们这跟我们陈立纯，立纯啊，在队内啊，陈信明哦，啊，陈信明或者陈立纯啊，对对，我知道啊。啊，四退五，马上进四。哎呀，这个棋应该是不会赢。九宫格连在哪边？老师，这个现在才挺乱的，这个棋不好说。这么稳，那他不用想了，他肯定猜那个猜马了。还有我们棋友用软件跟进说，黑方此时优势是100多分。那这个红方是不是已经失先了？这棋有没有这个？有，是不是啊？那李老师，这个棋还没失先是吧？失先没有。有棋友说这个时候已经100多分了，哎。这是什么？对，直播间我们的顺风的李老师也到直播间了。不是的，局都不算。那这不是在居六平二呢？居六平二。现在打完了居六进二。哎呦，果然是好打李氏。这个棋，这一盘，今天这个李靖下得很凶啊。嗯。对。炮三平四行。哦，不行。炮三平四。炮三平他。居六平七还是居六平？居六平七。哦，居八进一。这个下得稳啊！炮六车他车六平四，车六平四，啊？那不行，过来下底炮了，下底炮了，什么？下底跟位呢？打假的。居六平四呢？下什么？居六平四，他居六平六。居六平六下底炮呢？你居六平四，他居六平六，你下底炮的话什么？下底炮这不是？居六平四，居六平六啊！你下底炮，人家不前局平七抓炮那个。Đi mẹ này nhìn nó ngứa mắt. Nó viết bài đội cờ này không ai có được cái máy tính tinh tế, cái mẹ nó lợi. Thế mà ông Hải ông cũng lai được. Em hiểu ông cũng lai cho có. Gia đình chủ nghĩa. Thế bài là thằng Lâm viết pha nó viết này. Nó viết này ngứa mắt. Cái căng trai thao thao cái gì mà không phải tổng chí đô chính hơn à? Tổng chí được đấy. Ông lợi. Ta sẽ ra tổng chí đô chính hơn. Chú ở chú sư đi chú.这个不是我的炮六，不是我僵你一下，我知道吗？这都僵晕了，这都不行的，开玩笑的。这个炮怎么交换呢？不好交换啊。现在就是，现在该红旗走也没有旗啊。红旗走啊？你打炮吃你就要炮。红旗走，如果红旗走的，你要怎么下？所以300多分，这个其实300多分。我来，来空了。应该是这个旗。反正那等会打。那李靖危险，麻死了。奥兄打李将的吗？他说的。没有，他现在这个前车平七行不行？车六平七。他了，他要兵了，他了。他真不要了。他要兵了，搬出来，天门敲了，他锁了，哎，兵碰过白丁的车，不够了。好像搞不清楚。没有，现在车六平七行不行？从那里呢？哎，现在，
哦，这个叫真挺乱的，打鱼枪泡泡进二喽，嗯，打鱼枪再泡泡进二，马就堵，打鱼枪泡泡进二。八进啊，红包有没有棋子？怎么棋啊？看一下呗，我也不知道怎么棋这个棋。那、啊、它真的是这样子。嗯，对。这个。还应该是好棋。逐步逐步啊，通过这个中局力量。对。你别动。没有刚才刚。好像是。耍了五百哦。正常的好像是。红都没棋啊，连马被他抓死了。这样的话的确是很难下的这个棋，那不行，没有他刚才不应该走马赛，就不应该直接扯六平七，不要给他打下。对，现在做的是一个直播啊，现在做的是直播。你怎么走？你吃完以后，对了，他吃这里泡吃这里下，我下不在马上进了。哎，刚才还是哪呢 ？Hello， 他直接扯六平七，你根本没机会。你车八平六，他什么走的？那可能刚开始打可能是有点不一样，姿势也不一样，那不一样。有玩过这台？快点了，没玩过这台吧？这家呢，这边多，不管你哦。哥，你哥吗？你问。没招啊。都守住了，就守住你白金个马就没，你本身少了个象，少个兵。对。一可玩的就你点。好了。七百分了，黑方现在已经领先七百分了。嗯。哎呦，这个七。马不白吃吗？不白吃吗？那。现在十一秒不行了，时间也超时了。没了没了，棋也输了，棋也输定了。对，时间剩下五秒、四秒，要超时了。对，在边上的是我们这个棋老师。军棋平六也行。没有这个棋，象棋退伍就完了。不是黑棋军棋平六也行。象棋退伍。军棋平六也稳。象棋退伍最好。2500，这软件一直在跟进。就这样。象棋退伍。哎不行，象棋退伍不行。象棋退伍最好。哦哟，中金，这很凶啊！这个是六四，这个棋，等了对车。两两两两。黑棋有车七平五。射炮还射炮吗？车七平五最快了。来个尾还射，来把门了，你们可以什么棋？平哥，这是这个不敢。杀过来，都全巡河选手。这个棋倒没什么悬念。没悬念。去吃掉了，去吃掉杀东将。他这个三放啊，对，无论今天啊，李靖就算输了，安塞瓜法律上下注这些水平了啊，已经是安塞瓜了，嗯，安塞瓜是喽。赵老师，你看没什么问题。那的确这。